Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt tại cửa hàng xe gắn máy Mai Duyên nằm trên đường Triệu Nương đây. Thì địa chỉ cửa hàng là ở số 67 đường Triệu Nương, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Hôm nay mình ghé cửa hàng, mình cập nhật giá những dòng xe tay ga mà nhập khẩu. Ví dụ như xe tay ga Honda Vairo nè, Click nè, Scoopy Indo và Scoopy Thái Lan luôn. Trong clip này ha. Đây là những chiếc xe Scoopy nhưng mà đến từ xứ sở Thái Lan nha các bạn. Scoopy nha. Hiện tại thì dòng xe này á, cửa hàng đã về đầy đủ phiên bản màu để các bạn lựa chọn. Đó, rất là nhiều màu luôn. Còn ở phía sau nữa nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi ra phía sau luôn để cho các bạn xem nhiều hơn những phiên bản màu sắc này, cũng như là những chiếc xe còn lại như là Honda Vario, Click, Scoopy, Windo. Mình đang ở trong kho, khu vực để những chiếc xe như Honda Scoopy, Vario. Bây giờ mình sẽ báo giá dòng xe Honda Scoopy trước đi các bạn. Trước khi báo giá mình sẽ nhắc lại nha. Giá mình báo là đó bao gồm VAT và những dòng xe ga nhập tại cửa hàng cũng như là xe số của Honda luôn. Nhập tại cửa hàng thì đều đã có sẵn hải quan cho các bạn. Có thể mua về là biển số luôn trong ngày. Đến với dòng xe Scoopy và Indo thì nó có hai phiên bản. Phiên bản cũ tức là phiên bản 2020 trở về trước thì sẽ có giá là 38 triệu nha. Để mình đi qua đây thử xem. Chật chội lắm các bạn. Đây là những xe Scoopy nhập phiên bản cũ nè. Để mình xem phải không. Cái này mình thấy giống như là của Thái Lan quá hay là độ không biết. Không, cái là độ thôi các bạn. Có bắt biển số phía trước nè. Phiên bản cũ nha. Đây nữa nè. Đây là những chiếc Scoopy của Indo phiên bản cũ thì sẽ có giá là 38 triệu nha. Còn đây nữa nè các bạn. Còn những phiên bản mới á, mà khóa cơ sẽ có giá là 39 triệu 500 ngàn. Những phiên bản mới nha các bạn. Khóa cơ và những phiên bản khóa Smart Key sẽ có giá là 41 triệu. Nè, khóa cơ nữa các bạn. Gần mới nè, chìa khóa cơ nha. Chìa khóa nè. Còn đây là phiên bản cũ. Đây, phiên bản mới nè. Khóa đồng minh nè các bạn. Phiên bản mới á, thì cái đèn trước và đèn sau nó sẽ tách rời rồi. Còn những phiên bản cũ á, thì nó sẽ dính liền. Các bạn nhìn vào là có thể nhận ra ngay được là đâu là chiếc xe phiên bản mới, đâu là phiên bản cũ. Ví dụ như phiên bản cũ nè. Đó, đèn nhanh và đèn cái đèn mũi phía trước nó dính liền phải không? Phiên bản mới này cái đèn nhanh làm đẹp hơn, tách rời. Đó, rất là xinh. Rất là dễ thương. Còn cũng là Scoopy, nhưng mà Scoopy nhập từ Thái Lan á thì nó sẽ có cái chữ Club ở bên hông thế này đây. Club nha. Thì dòng xe này hiện đang có giá là 74 triệu 500 ngàn. Cái giá có giảm nha. Thì riêng với dòng xe Scoopy này hiện tại là cửa hàng đang có giảm giá, cũng như là xe tay ga nói chung là có giảm giá đó các bạn. Trong cái mùa hè này ha, một mùa hè đầy biến động, dịch bệnh nè, đủ thứ hết, thì cửa hàng có động thái giảm giá cho các bạn trên những dòng xe này. Cũng như là những bạn sinh viên ra trường hay chuẩn bị nhập ngũ đó, thì cũng có thể có mua xe để mình làm phương tiện di chuyển tới lui, đi cà phê, đi trà sữa ông bà ha. Mình xin nhắc lại nha, Scoopy mà Thái Lan á, đang có giá là 74 triệu 500 ngàn lỡ ngoài này nha. Như vậy là giảm 500 ngàn so với hồi có lúc mà xe mới về mình báo giá là có giảm giá rồi. Phía trước xe sẽ không có cái bát biển số đâu các bạn. Không có nha, cùng với đó là chữ Club thế này. Và những phiên bản Scoopy đến từ Thái Lan á, các bạn chú ý cho mình là cái màu sắc của xe á, phối rất là lạ, nó phối là không có đối xứng với nhau. Mình ví dụ như chiếc màu trắng này đây, trắng hồng nè, thì cái bẩn phía trước phía dưới á, màu hồng thì bên này sẽ là màu trắng. Và ở dưới ngược lại, cái chỗ gác chân của mình ở dưới á, cái dưới lường á, là màu trắng thì bên này sẽ là màu hồng. Bất cứ dòng xe nào cũng vậy nha. Ví dụ như chiếc màu xanh vàng cũng vậy nè, bên này màu vàng, bên này màu xanh, đó ngược lại nó sẽ là màu vàng. Đó, dưới lường các bạn thì bên này sẽ là màu xanh. Đó, như vậy đó, màu đỏ cũng vậy nè, đỏ trắng cũng vậy nè. Các bạn thấy không? Đó, có sự khác biệt nha. Nhìn vào là biết ngay, đến từ Thái Lan các bạn.
Còn xe của Indo thì nó không phối màu như vậy đâu. Đây cũng là một cách để các bạn nhận biết được đâu là Scoopy Thái Lan, đâu là Scoopy Indo nha. Nói chung là giá có giảm đó các bạn. Nhất là dòng xe Scoopy nè, Scoopy Indo á, giảm 1 triệu luôn đó các bạn. Đối với những phiên bản mới ha, giảm 1 triệu luôn. Bây giờ mình sẽ đến với dòng xe Honda Vario cũng đang giảm giá đây. Vario 125 sẽ có giá là 39 triệu. Giảm khá nhiều nha, so với hồi đợt trước mình báo là 41 đó. Bây giờ là 39 nè. Và tiếp theo là 150 là 51 triệu 500 ngàn. Honda Vario nha. Đây là Vario nè, 150 nữa các bạn. Đó. Còn đây là những phiên bản màu độ. Mình xin nhắc lại cái giá nha. Honda Vario 125 giá đang là 39 triệu. Honda Vario 150 giá đang là 51 triệu 500 ngàn. Tất cả giá đó bao gồm VAT. Đó. Bây giờ mình sẽ chở ra ngoài. Mình cập nhật dòng xe Honda Click. Màu độ nhiều lắm các bạn. Rất là nhiều màu. Và cái dàn mũ cam này cũng có rất nhiều màu để các bạn lựa chọn luôn. Mũ cam hay là mũ đỏ, mũ hồng, mũ xanh gì đó đều có hết. Còn đây là dòng xe Taiga Click của Thái Lan, đến từ xứ sở Thái Lan nha. Click 150 và 125. Thì hiện tại cửa hàng cũng có đầy đủ màu để các bạn lựa chọn. Honda Click màu trắng nè, phiên bản 150, đúng không? Đúng rồi, 150 nha. Thì hiện tại động cơ 125 á, đối với dòng Click này, động cơ 125 sẽ có giá là 74 triệu. Đối với Honda Click á, thì cái giá nó không thay đổi nha. Và Click 150 á, là 97 triệu. Tính ra cái giá này là đã tốt hơn trước so với hồi mấy tháng trước á. Mình báo có thời gian lên tới 99 triệu đó các bạn. Click 150 á, bây giờ là 97 nè. Và 125 á, là 74. Đó. Đây là Click 125 nè các bạn. Màu đen nè. Gần mới luôn á. Màu trắng nè. Mình đã có clip. Mình quay tất cả những màu sắc của Click mới này cho các bạn rồi. Cái hôm đó mình quay á, là chỉ còn thiếu duy nhất cái phiên bản màu đỏ này thôi. Đó, 150 đầy đủ màu luôn. Còn 125 thì thiếu màu đỏ này, mình nhớ nè. Và bây giờ thì màu đỏ đã có mặt luôn. Còn đây là phiên bản màu xanh mờ. Đó, màu xanh mờ, Click đó các bạn. Mới ha. Còn ở đây là những dòng xe Honda Vario. Nói chung là rất là nhiều. Nhiều lắm các bạn, một kho này luôn đó. Toàn bộ là Vario và Click, Scoopy, dòng xe tay ga nhập. Trước khi mình kết thúc video, mình xin đọc lại địa chỉ cửa hàng lần nữa là ở số 67 đường Triệu Nương, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Và số điện thoại để các bạn liên lạc là 0946 838494. Hôm nay mình thấy dường như là cửa hàng về một chiếc Yamaha Jupiter màu đen mờ nữa các bạn, đẹp quá. Màu đen mờ. Có bạn nào muốn mình review cái màu này hay không? Review, thông số, cảm giác ngồi như thế nào. Đẹp quá ha. Mình sẽ nhắc lại nha. Số điện thoại sẽ là 0946 838494. Bây giờ mình sẽ kết thúc video luôn nha. Xin chào các bạn.